khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm bắt quả tang tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh, sinh năm 1984, ở thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc. một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 10 đối tượng tham gia cá bạc và đánh bạc gồm lê văn thanh chủ nhà lê thị lý vợ thanh đặng văn thảo đặng tuấn anh đỗ văn bình đỗ tùng dương nguyễn minh tâm đặng ngọc tuyền đều trú tại thôn khúc lộng xã vĩnh khúc huyện văn giang chu tiến ngọc chú ở hiện nay thôn du tràng xã vĩnh khúc và nguyễn văn vượng chú tại thôn đồng trung xã việt hưng huyện văn lâm các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh nên nghỉ làm đã tụ tập nhau để đánh bạc được biết, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà 500.000 đồng tiền hồ. Hiện 10 đối tượng trên đã bị tạm giữ về hành vi gá bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19.